Xin chào các bạn, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một bộ mic đến từ nhà xuất Bò Nhà. Và nó vừa được ra mắt cách đây không lâu. Bộ mic này có tên là BIXM6S1. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay nhanh để các bạn có thể thấy được những cái tính năng hiệu quả của bộ mic này, để giúp các bạn có thể cải thiện được chất lượng âm thanh khi chúng ta quay phim. Và công việc đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem trong bộ mic BIXM6S1 này có những phụ kiện gì đặc biệt. Và theo một số những thông tin mà mình có cập nhật được ấy, đó là với những cái thiết kế vô cùng khác biệt so với các dòng mic Boya đời trước, thì chiếc mic XM6S1 này hứa hẹn là sẽ giúp cho người dùng có những cái trải nghiệm về sử dụng mic thu âm nó tốt hơn rất là nhiều. Tốt hơn như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một lần nữa nha. Còn bây giờ thì đó, chúng ta sẽ cùng bóc hộp chiếc mic này. Và đây là một số những cái phụ kiện trong bộ mic này, bao gồm thứ nhất đó là sách hướng dẫn sử dụng này. Ở đây thì mình sẽ có một hộp phụ kiện. Bên trong hộp phụ kiện bao gồm, đây chúng ta có một túi đựng mic này. Tiếp theo đó là phần dây mic cài áo. Đây các bạn có nhìn thấy thì đây chính là một chiếc dây mic cài áo với độ dài khoảng tầm 1,5 m, để giúp các bạn có thể gắn vào trên cục mic. Đây chúng ta sẽ có hai đoạn cáp kết nối cho bộ nhận. Và hai đoạn cáp kết nối này, một là cái dùng cho điện thoại, và đoạn cáp này nó sẽ dùng cho máy tính. Các bạn lưu ý là chúng ta sử dụng cáp cho nó đúng chuẩn. Ví dụ như là cáp dành cho điện thoại thì các bạn chỉ dùng với điện thoại hoặc một số những cái dòng máy tính. Còn đối với cáp dành cho máy ảnh thì chúng ta cũng chỉ dùng cho máy ảnh và một số dòng máy tính. Ở đây thì các bạn lưu ý nhớ là phải sử dụng cho nó chuẩn nhá. Ở trên nhà sản xuất đã có in hình và rõ tên từng loại cáp dành cho sản phẩm gì. Ví dụ ở đây nó là dùng cho smartphone này. Đó. Và đây cáp này dùng cho camera. Và lưu ý khi sử dụng nhá. Tiếp theo đó là ở đây thì bắt đầu tới các dòng mic này thì chúng ta đã có những cái cổng cáp Type-C. Đó, cổng cáp sạc Type-C để giúp cho chúng ta có thể sạc đầy bộ mic này nó được nhanh hơn thông qua cổng cáp sạc này. Rồi, chúng ta sẽ có thêm ở đây đó là bông lọc gió. Ok, tất nhiên là bông lọc gió thì chúng ta sẽ gắn ở những nơi mà nó có nhiều gió, ví dụ như là ở biển này, hoặc là sông núi, hoặc là ngoài đường mà thời tiết bây giờ nó có rất là nhiều gió thì chúng ta có thể gắn được, sử dụng được chiếc bông này, nó hiệu quả. Còn nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là đây, các bạn có thể nhìn thấy bộ mic. Đó. Nhìn rất thời thượng đúng không nào? Và màu đen này. Ok. Rồi về phần thiết kế ban đầu thì ok, với cái thiết kế nó khác hoàn toàn so với các loại mic thu âm của nhà xuất Boya khác. Và đây là một cái thiết kế mình cho rằng nó rất là ấn tượng và rất là đẹp. Thực sự nó rất là đẹp. Bộ mic này thì mỗi cục TX và cục RX nó có khối lượng khoảng tầm 30g thôi. Điều này thì sẽ giúp cho các bạn có thể cài lên trên người này, hoặc là cài trên máy ảnh, máy quay, nó không gây ảnh hưởng gì nhiều. Đó là đối với cả bộ TX và RX, nó có khối lượng tương đương nhau. Và bây giờ mình sẽ đi vào từng bộ một nhá. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào bộ RX trước. Ok, và trên tay mình đang là cục RX. Các bạn có thể nhìn thấy này, khối lượng mình đã giới thiệu rồi, nó khoảng tầm 30g thôi. Còn kích thước của nó thì như thế nào nhỉ? Kích thước của nó thì nó rất là nhỏ. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhá, nó chỉ bé bằng vừa hai ngón tay của mình thôi. Đó, rất là nhỏ đúng không nào? Và với cục RX này chúng ta sẽ có một số những điểm lưu ý như sau. Đầu tiên đó là về phần cài hot shoe. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Với phần kẹp cài hot shoe này sẽ giúp cho chúng ta có thể gài lên phần hot shoe máy ảnh này. Hoặc là các bạn có thể kẹp ở một số những cái điểm nào đó, nó giúp các bạn có thể dùng giữ được cái cục RX này nó trên máy. Thông thường thì nó cũng chỉ có trên cái cổng hot shoe thôi. Đó. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có một số hai cái phần đầu jack. Đây, ở phần trên này nhá. Jack thứ nhất để giúp các bạn có thể line out âm thanh, out âm thanh ra máy ảnh, máy quay, hoặc là out ra điện thoại, thì thông qua những cái cáp mà mình đã giới thiệu ban đầu. Đó. Tiếp theo đó là một cổng jack để giúp các bạn có thể check được âm thanh đầu vào, để xem cho hai cục này nó đã nhận nhau chưa. Với một số những máy ảnh thì chúng ta sẽ có cái jack 3.5 để giúp các bạn có thể cắm cái phần tai nghe để check âm thanh. Nhưng một số máy thì nó không có, thì chúng ta phải check như thế nào? Đây chính là cái để giúp các bạn có thể check được âm thanh khi chúng ta thu âm. Đó. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ có 3 nút bấm ở đây. 3 nút bấm thì có nút cộng trừ này và nút nguồn. Đó. Rồi tiếp đến là phần bên hông này, đó là cổng sạc. Đó. Ở đây cổng sạc ghi là 5V 1A. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cắm cổng sạc ở những cái cổng sạc Type-C ấy, nó là ổ nguồn 5V và 1A. Nên lưu ý là chúng ta sẽ cắm cổng đúng cho nó với thông số nhé, để giúp cho
pin ở trong cái pin lithium ở trong mic này nó được dùng lâu hơn và nó tốt hơn, nó không bị kiểu như là chai pin nếu mà chúng ta cắm nguồn nó quá lớn đó. 5V 1A đó, các bạn lưu ý. Ok, đó là tất cả những cái thiết kế bề ngoài của chiếc của bộ RX này. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ khởi động thử xem bộ RX nó như thế nào. Rồi, bề mặt trước nó là một màn hình OLED nhỏ thôi để giúp hiển thị một số những cái thông số. Và những cái thông số này thì đều là những cái thông số vô cùng cơ bản. Ví dụ như là ở chế độ mono này, chúng ta có thể thu âm ở chế độ mono này, chúng ta có thể thu âm ở chế độ stereo này. Thì các bạn có thể cài đặt ở phần setup ở trên phần thân mic ở đây. Và có một cái thông số quan trọng, rất là quan trọng theo mình, đó là cái phần mức âm lượng đầu vào. Các bạn sẽ phải điều chỉnh sao cho cái mức âm lượng đầu vào nó ok một chút. Nếu không thì ví dụ như là to quá nó sẽ bị vỡ tiếng này, nhỏ quá thì chúng ta không nghe được. Thì chúng ta sẽ phải chỉnh và có cái phần tai nghe ở đây các bạn có thể check được. Đó, đó là về đối với cục RX. Còn cục TX thì sao? Còn đối với cục TX thì các bạn có thể để ý ở đây. Đó, hình dáng và kích thước, khối lượng hoàn toàn tương tự như cục RX. Nó có khác một số những cái chức năng ở trên cục RX này như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải RX mà, nó sẽ có một cái cổng mic. Đó. Cổng mic này giúp các bạn có thể cắm cái phần dây mic cái áo như mình đã giới thiệu ban đầu ở đây. Đó, ok. Tiếp đến thì ngoài với việc chúng ta sử dụng đó là dây mic cái áo, các bạn cũng có thể cầm cả cục mic này các bạn nói, hoặc là các bạn cài ở trên cổ áo như thế này. Hoặc là thậm chí chúng ta có thể cầm cái cục TX như thế này để các bạn có thể phỏng vấn người đối diện hoặc là người bên cạnh. Đó, đó là những cái tính năng đặc biệt mới ở chiếc mic này mà mình thấy được. Còn bên hông thì chúng ta sẽ có đó là cũng có nút cộng trừ là tăng giảm âm lượng và một nút nguồn. Đó, cổng sạc giống nhau nha. Rồi, ở phần bề mặt trước này chúng ta sẽ có một màn hình OLED nhỏ, thì bây giờ mình sẽ khởi động để các bạn có thể thấy được. Ok, đó. Và điểm lưu ý khi mà chúng ta sử dụng đối với cục TX này cũng như cục RX, đó là cái phần mức âm lượng đầu vào các bạn phải điều chỉnh làm sao sao cho nó phù hợp một chút, không quá to, không quá nhỏ. Và ở đây thì có hiển thị thêm cho chúng ta một cột dung lượng pin. Và cái thời lượng pin mà chúng ta có thể sử dụng quay liên tục đối với bộ mic này nó lên tới là khoảng tầm 7 tiếng đồng hồ. Đó, rất là lâu đúng không nào? Và thời gian sạc ấy thì chỉ mất khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thôi là nó có thể đầy được bộ mic này. Và các bạn lưu ý nhé, mình đã giới thiệu ban đầu là hai cục RX và cục TX này chúng ta sử dụng cáp sạc Type-C. Còn ngoài ra chúng ta có một tính năng nữa đối với bộ mic này mà mình giới thiệu cho các bạn. Đó là các bạn nhìn này, ở phần phía đế dưới này chúng ta sẽ có một dải, ở đây có ba cái phần chấm tròn này này. Đây chính là điểm tiếp xúc sạc không dây. Và chiếc mic này có khả năng có chế độ sạc không dây, các bạn lưu ý nhé. Và sạc không dây thì cái này thì bắt buộc chúng ta phải mua thêm phụ kiện đốc sạc ngoài, bởi vì trong bộ nó chưa có. Đó. Đây các bạn lưu ý là chúng ta có thể sử dụng chức năng sạc không dây cho bộ mic này. Đó là một điểm vô cùng thú vị. Và đó là những gì mà mình muốn giới thiệu tới các bạn là trên bộ BI-XM6S1. À mà quên, còn cái này nữa. Đó chính là cái phần bông lọc gió. Đó, đây này. Thì nó sẽ gài ở đây. Các bạn thấy chưa? Với một thao tác rất là đơn giản là chúng ta có thể gài được cái phần bông lọc gió này vào rồi. Và đấy, còn phía còn lại là chúng ta có thể gài lên cổ áo và để thu âm thôi. Và với bộ mic BI-XM6S1 này, đây là bản dành cho một người nói. Và nếu như các bạn muốn dùng cho hai người nói thì nhà sản xuất đã có thêm cho chúng ta một option nữa để các bạn có thể lựa chọn, đó là chính là bộ BI-XM6S2. Với bộ S2 này thì chúng ta sẽ có thêm một cục TX nữa. Đó. Ok, đây chính là bản BI-XM6S2, các bạn có thể tham khảo và có thể lựa chọn sao cho chúng ta có được bộ mic phù hợp. Và còn chất lượng âm thanh thì đây. Từ đầu video thì mình đã sử dụng một bộ mic BI-XM6S1 để thu âm cho các bạn có thể thấy được. Và âm thanh ở đoạn video này thì hoàn toàn đến từ bộ mic này. Và phần chất lượng âm thanh của nó như thế nào thì các bạn có thể để ở phía phần bình luận. Các bạn có thể comment ở phần phía dưới để bên mình có thể biết được. Cũng như là có thể giới thiệu thêm cho các bạn nhiều những cái sản phẩm mic thu âm khác nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.